Hello mọi người nha. Bây giờ mình sẽ làm một clip bây giờ đi cắt cua bò nha mọi người. Đây. Anh em rất đông cắt cua bò nhé. Đó. Đây mọi người. Clip hôm nay mình làm cắt cua bò nha mọi người. Đây, cò rất là nhiều nhé. Rất là đẹp. Đây. Anh em đang cắt cua bò nha mọi người. Bò cái mi rất đẹp nhé. Bò rất mi. Giờ sẽ la thành tạm phê. Nhanh ra đây nè. Nhìn ngay cái gì? Cò trên này rất là đẹp nha mọi người. Chụp tay hả? Tay sao hả? Tay bê cây hả? Tay bê cây hả? Tay bê quang nữa. Quay không ạ? Dạ, hay hay bên này chập năng hả? Làm thơ chút đấy.